为何在当天站啊站，最后返爱变恨，还了心愿，总爱不能，你的心里另有别人，谁人在当天等啊等。 盼望等到你亲近，情意似金石，问有几人爱得坚决你细行，就算等我仍会心甘。 丁山，丁山呢？丁山，你好吗？啊，都烧咁热，救生，救生啊！杜局长，杜我木一个尿布。 美玉，你咪咁讲嘅，咩病？呀，过咗到咗廿年，到我冇约到生，坐到你白家，到咗到又廿年，你都得救。 丁山，救生啊！救生，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 救
Con giống em lắm. Bây giờ nó còn nhỏ, mai muốn nó lớn lên rồi nhớ cho nó tập võ nha. Nếu không nó sẽ như cha của nó vậy, bị người ta đánh không đủ sức trả tay. Em biết rồi, em nhất định sẽ cho nó tập võ. Anh sẽ dạy cho nó đi sàn, hái trái cây rừng. Em dạy cho nó học. Dạ em biết. Dạ dạy biết chữ nha. Anh hãy yên tâm đi. Mai mốt con lớn lên rồi, con nhất định sẽ giỏi đó. Con biết không, tôi nhất định phải coi nó lớn lên, phải coi nó lớn lên. Cậu Sơn, cậu đừng nói nhiều nữa, cậu nằm nghỉ đi. Thôi không có gì. Nguyễn Dung, cây tiêu chúng ta đâu rồi? Thiệt là tốt quá, tại vì tôi khỏi sống cô đơn nữa. Ở trên đời này tôi có thêm một người đại ca, có thêm Nguyễn Dung, có thêm đứa con trai.
Sinh. Cậu Sinh. Cậu Sinh. Cậu Sinh. Thiên Sinh à. Cậu Sinh. Sinh. Tôi ngủ một giấc là không có gì nữa. Vì vì tôi phải thấy con tôi lớn. Lớn. Thiên Sinh. Cậu Sinh. Cậu Sinh à. Cậu Sinh. Cậu Sinh. Cậu Sinh. Cậu Sinh. Cậu Sinh. Anh đừng bỏ em. Anh à, anh đừng có bỏ em một mình nha. Quang Điền, Nguyệt Tiên, hai người phải cất giữ cẩn thận cây thiêu này, mai mốt giao lại cho cậu bé. Tôi biết. Còn nữa, mai mốt khi nào nó lớn lên thì hãy nhớ giao cái hộp này cho nó. Nói với nó là hãy cẩn thận cất giữ và đừng có làm mất. Dạ. Nguyệt Tiên, hãy đưa con cho chị ấm. Cho em nhờ em chăm sóc dùng. Cảm ơn em nha. Tiểu thư, tiểu thư định làm gì? Xin đừng có làm em sợ mà. Chúng tôi vẫn chưa có đặt tên cho nó. Và chúng tôi đã có nói rồi, chờ khi nào chúng tôi có con thì chúng tôi sẽ tới bờ sông có cây thông và đặt tên nó là Ngạn Thông. Còn nữa, nó có mang họ gì thì cũng không sao, miễn là đừng có mang họ Liễu. Ngạn Thông, mẹ biết mẹ có lỗi với con lắm. Tại vì cha của con sống cô đơn, cho nên giờ mẹ phải đi theo ổng. Con hãy tha lỗi cho mẹ nha. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Cha, lần này cha đối với Nguyễn Dung thật sự cũng hơi quá đáng rồi. Giờ nó đã thật sự bị nội thương, Nguyễn Dung vừa mới sanh xong, hai tụi nó đi đâu được chứ? Con đừng nói cho tụi nó nữa. Con phải nên nhớ rằng tại sao mẹ của con phải chết chứ hả? Cha không thể tha cho nó đâu. Cha, xin đừng làm vậy mà. Con hãy đi ra đi. Cha, xin chào. Nó đã chết rồi à? Nguyễn Dung, cha đã đến muộn. Cha đã hại chết con rồi. Nguyễn Tiên à, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi đâu cũng được, miễn là đừng có ở Liễu gia nữa. Đi kiếm chỗ nào thanh tịnh để mà nuôi công tử lớn khôn thành người.
ơn mỗi người 1 đồng. Cảm ơn. Anh Tông à, anh làm gì vậy? Hồi nãy không biết ăn nhầm cái gì, cái chỗ này anh thấy đau quá đi. Hồi nãy tôi cũng được mấy đồng đó. Vậy hả? Ủa, ngày nào cũng không được tiền vô như vậy, cũng còn hơn là cày ruộng nữa đó hơ. Lỡ kẹt hạn hán đó, nếu không tôi cày ruộng rồi, mai mốt chắc là ít người qua sông lắm. Tại sao? Tại vì ai cũng vậy đó, đi làm kim ngông xin việc làm rồi đâu có về nữa đâu. Càng đi càng ít mà, đâu còn ai đi nữa chứ. Hey, biết làm sao chưa? Tại vì ông trời không chịu mưa, tụi mình đành phải chịu thôi. Cho dù là gặt hái không được à, cũng phải nộp thuế cho mấy cái thằng mông cổ đó. Cho em biết nha, nếu mà tôi kiếm được chỗ à, tôi cũng đi rồi. Nè, ngồi ở đây đưa tiền mua cái kiến đồng à, con tự nhiên thích lâu lắm rồi đó hả? Đưa tôi đi mà, tiền này để nộp thuế nữa mà. Cứ lo chồng gái không à. Em gái của tôi đâu có nói thương anh đâu. Anh về anh coi cái mặt anh lại đi, xứng thiệt là. Ê, tôi có chứ. Ngày nào tôi cũng sòi kiến, tôi thấy ở trong làng này à, anh đó là người đẹp trai nhất đó ha. Rồi người thứ hai à, tới tôi đó. Còn nữa à, tôi và tôi nghi cho thanh tiền nhận tới lớn mà, nó không gãi cho tôi à, gì gãi cho ai đây chứ. Đừng nó cả đường hả? Tại sao cúi đầu chào mấy thằng Mông Cổ chứ? Anh thiệt là quân tử đừng chịu thiệt thòi trước mắt á mà. Bây giờ không còn đời tống nữa. Người Hán của chúng ta là dân tứ đẳng đó, người Mông Cổ là nhất đẳng, anh dám không có đầu sao? Tôi thiệt là không hiểu. Người Hán hơn chúng nói nhiều, tại sao mà thua? Hey, quốc gia đại sự à, chúng ta đâu có biết chứ. Nè, đưa tôi tiền cho tôi đi. Qua sông 1 đồng à? Dạ phải. Mau cổng người ta đi đi. Qua sông. Qua sông. Lẹ lên đi. Phong à. Làm ăn thì lẹ lên đi. Có nổi không vậy? Nổi chứ, nổi chứ. Cứu tôi, cứu mà. Đã nói với anh rồi mà, đừng làm biến quá. Bây giờ biết thân rồi chứ. Giết người sao hả? Làm biến quá đi. Ê, ê, ê. Má tôi để dành bán đó, đừng ăn dụng nha. Ai thèm ăn chưa? Bây giờ nổ quá mà, nó cần chết nữa đó. Ai thèm ăn dụng? Này nè, khoan đã. Cái gì đây? Cái thuốc này hình như không có mùi vậy đó. Lạc nhánh à? Đâu phải. Ê, lấy trà đậm hơn đi. Anh cũng muốn tôi mau khỏe lại đó mà. Lại lên đi. Sợ anh luôn. Đau quá. Nè, anh nói nghe, từ lúc trong nhà chúng tôi không có ai vô cấp đồ ăn hả, còn làm bộ nữa. Còn ăn nữa hả? Anh nói nhà chết rồi nhờ. Ăn cắp hả? Mà mau bỏ ra đi. Lẹ bỏ ra đi. Anh Phong, anh ăn cắp đồ ăn đó. Nè, ăn cắp đồ ăn tôi đã nói rồi mà. Ăn nhiều quá chết anh rồi. Ông quẹ. Sao vậy? Nhưng mà bây giờ sao lần tôi đào lắm đó. Đáng đời đi, là bộ kia tôi đi lấy thuốc ở đèn cắp đồ. Nè, anh thấy sao vậy? Lần này chắc chết quá. Chỗ này bị thương, sao mất giống. Nè, anh thấy chỗ nào đau vậy? Để em bóp cho anh nha. Chỗ này đau nè. Em thoa cho anh nha. Em thoa được không? Bớt chưa? Bớt hả? Còn đau không? Sao thế nào? Bớt nhiều rồi đó hả? Kìa ta, để tôi sửa lưng cho nha hả? Đừng giỡn mà. Đừng giỡn. Chuyện gì vậy? Chào mẹ. Chào mẹ. Phong, sao bữa nay về sớm vậy? Ủy Tông à, cháu bị thương hả? Thêm à, cổng người ta qua xong, Thêm cũng biết rồi. Như từng giọt máu xuống dưới đất gì đó. Từ ngày Mông Cổ tới đây thì đâu có ai mà kiếm tiền dễ dàng được nữa. Dạ mẹ à, ảnh thì dễ thôi, ngày nào cũng tới đây ăn cắp bánh bò ăn đã đủ no rồi. Thôi kệ đi, đừng có hẹp hòi như vậy. Chúng ta là hàng xóm mà,
Hơn nữa làng này nghèo lắm, bánh bán đâu có hết đâu. Đúng đó, thím tiền cũng nói vậy mà. Nè, còn bóp anh nữa hả? Để xuống đi. Để xuống à. Lần đại nương à, lần đại thúc ở quán rượu của tôi uống sai rồi. Cha, cha, quán điền à, anh lại uống sai nữa rồi. Ta muốn uống rượu, tại sao không cho ta uống chứ hả? Cha, cẩn thận nha cha. Ai da, quán điền là có mũi. Xuống đi mà quán điền. Đừng có cho ông uống nữa, ông này lên trên ông rồi. Tại sao vậy hả? Xuống dưới là Lâm Đại Thúc à. Ây da, ông làm gì kỳ quá vậy chứ hả? Lâm Đại Thúc ơi nè. Lâm Đại Thúc à. Quán điền, anh thì không nên thân chút nào hết. Anh mà mau xuống đây đi, coi chừng bị té đó. Té thì té, đã què một chân rồi, què luôn chân nữa cũng đâu có sao đâu. Xuống đi. Ở đây có rượu nè, xuống đi hả? Hả? Cái gì? Nè, chỗ này uống rượu đi mà. Chú coi chừng nha, coi chừng bị té đó. Rượu hả? Tốt quá. Quán điện à, quán điện, anh nói ra tại sao lấy chết rượu? Anh giận chết. Trời ơi, chúng ta đi về đi mà, quán điện. Xuống chưa? Lẹ lên đi lại gì? Không à, uống trà đi con. Cảm ơn mẹ. Mẹ mới khóc à? Đâu có. Mẹ giận cha. Thôi kệ đi mà, ông mới lớn tuổi hết rồi. Hơn nữa con già tự nhi cũng lớn hết rồi. Dạ lại ông uống rượu mười mấy năm rồi, bây giờ bỏ rượu đâu phải là dễ đâu. À đúng rồi, con có chút tiền nè, để dành trả tiền rượu cho cha, hay là nộp thế cũng được. Lấy đi. Ngạn Phong à, ngày nào con cũng phải cõng người ta qua sông, cực nhọc quá. Cũng tại cha của con vô dụng thôi. Đâu phải, đâu cực nhọc gì đâu, giống như là tập thể dục vậy. Xin mẹ đừng chửi cha nữa nha. Bây giờ ông què một chân rồi, cho nên ông mới buồn như vậy thôi mà. Buồn cái gì? Mẹ đã khuyên ông đủ điều rồi. Cũng may là con nên thân, nên mẹ không thấy thẹn với ai. Không thấy thẹn với ai? Tại sao vậy? Không, ông bà tổ tiên thôi. Nè, sẵn còn nóng, con uống chén trà này đi. Dạ dạ. Đúng rồi, mẹ à, ngày nào mẹ cũng đi bán, rồi còn lên núi hái thuốc về cho con uống nữa. Khờ quá, cái này gọi là thuốc, uống vô thì khỏe lắm. Nếu không thì con đâu có được cao lớn như vậy. Uống đi hả? Dạ. Uống đi. Cha ơi cha, cha đừng đi. Đừng mà. Đừng đi. Đừng mà em đến à. Đừng mà. Cha ơi. Không có được thế nói gì hả? Đừng đi. Cha ơi. Đừng cho bắt cha nữa. Nói gì vậy? Con. Trời ơi. Đừng cho bắt cha nữa. Ông anh, ông thâu thuế thôi mà sao đánh người ta vậy? Dám cảm ủng quan hả? Tại vì chú Hồ bị bệnh, không có tiền nộp thuế thôi. Bây giờ bắt ông đi làm khổ xa chẳng khác nào là giết ông. Tình ta bắt luôn ngươi không nè? Đừng nghe đại nhân. Tại vì nó còn trẻ cho nên không biết chuyện, xin đại nhân thông cảm cho. Con mau mau xin lỗi với đại nhân đi. Phong à, xin lỗi đại nhân nha. Xin lỗi đại nhân ha. Đi. Đừng mà. Nè, dọn gì bắt bây giờ. Đừng có bắt cha của tôi mà. Ở đây có 2 túi gạo, đủ nộp thuế rồi. Xin anh 2 tháng không đi. Được.
Mười ngon lắm phải không? Sang năm nông dân phải nộp thuế gấp đôi. Anh làm phải hợp lý chứ. Hợp lý à? Lời nói của ta là hợp lý. Ngươi là thằng heo tống, ngươi không chịu gặp phải không? Được, bây giờ ta thách ngươi nha. Nếu mà ngươi thắng nổi ta, vậy sang năm làng này khỏi nộp thuế. Anh Phúc à, đại nhân, xin đại nhân tha cho thằng con của tôi đi. Xin tha cho nó đi đại nhân. Thằng hiệu tống gì, bây giờ biết lợi hại của ta chưa? Sang năm nộp thuế cái bộ nha. Đi. Đi. Anh Phong à, Phong à, anh Phong, tôi có sợ không? Phong, tôi sợ không? Phong à, anh Phong, Phong, Phong à, Phong. Thôi đi, cần gì phải tự hành hạ mình vậy chưa? Vô đánh ngã hết mấy cây trong rừng này à? Mấy cái thằng mông cổ cũng đâu có đào đầu. Tôi chỉ thức cho bản thân tôi, chỉ có sức mạnh thôi, đâu có làm gì được. Làm sao mà thắng người ta đây? Chuyện này không phải tại anh đâu, vì anh không có biết võ mà. Anh không biết võ, nếu anh thắng người ta, người ta không cần gì phải tập võ nữa chứ. Tôi nghe người ta nói à, những người mà có võ công cao cường à, kinh công á lợi hại lắm đó, lá cạn cũng có thể giết người nữa, chỉ một cái là đứng ngay tại chỗ thôi. Nếu tôi có võ công à, chắc tôi đây anh đi làm tiên sư thôi, không thèm đi làm giáo huấn đâu. Nè, hay là như là Lương Sơn Bá chúc anh đại vậy đó ha? Mình không phải chúc anh đại thôi. Kệ, đại khái là vậy thôi đi ha. Nếu mà tôi biết võ công, tôi sẽ dạy cho người ta đánh mấy võ mông cổ. Nhỏ tiếng chút đi, không rủ như mấy thằng mông cổ nghe được à? Chặt cái đầu đó nha. Thế không phải tôi nói đâu, anh chỉ biết gánh nước à, sai bọn thôi, đâu có làm được cái gì. Nếu muốn tập võ anh tới làng Cam Hà đi. Hàng Cam hả? Đấy, đúng đó. Tại vì ở làng Cam Hà có người tên là Liễu Hạc Đình. Năm nào cũng vậy, nếu mấy thằng mông cổ khiêu chiến ổng à, nhưng mà ổng muốn cây đào của ổng, làm mấy thằng mông cổ sợ anh chạy hết trường. Tôi nghe qua tên Liễu Hạc Đình rồi. Có nghe qua rồi hả? Ừ. Hey, bây giờ trong làng ra sao anh cũng chưa biết mà. Anh đi ra ngoài dù không tập võ anh cũng ăn được no bụng. Cũng như nói vậy mà ở đây anh cổng người ta qua xong, lần lẫn người ta đi hết trơn. Mấy mối à, đâu còn ai qua xong nữa chứ. Đúng không? Chắc là anh cũng biết đó, ba tôi ghét nhất ai nhắc tới hàng Cam hả, đâu cho tôi đi chứ. Ha, được rồi, vài ngày nữa là sinh nhật của anh đó mà. Tôi qua nhà anh ăn cơm hả? Hai người hai cái miệng nói chuyện cũng dễ hơn. Muốn qua ăn ké thì nói đi. Tôi nói thiệt mà, anh cũng biết đó, từ nhỏ tới lớn tôi đâu có thân nhân nào đâu. Tôi coi anh như là anh em ruột vậy, tôi định đi kiếm ăn cho nên mới rủ luôn anh thôi. Để tôi nói thử coi. Nhưng mà năm nào cũng vậy, đến sinh nhật tôi cha mẹ không được vui. Yên tâm đi, chúng ta thì cỡ biến con bả là sao trước, vậy mà cũng không biết nữa. À Phong à, hôm nay anh sinh nhật à, tôi mời anh một ly. Đây là quà điều. Ê, anh Phong à, rượu của em là nữ nhi hồng, anh không phải uống với em. Càng ly, càng ly. Càng ly. À còn nữa, thưa cha, thưa mẹ, cha mẹ của con nuôi con kính cha mẹ một ly nha. Mấy đứa nói nghe hay lắm, nào là quà điều, nào là nữ nhi hồng, thật ra toàn là trà không. Dùng trà thế rượu cũng vậy thôi, miễn là sống cho vui vẻ. Cha, uống đi. Hey, đúng rồi. Được rồi, uống đi nha. Uống đi mà. Uống đi mà. Nè. Nâng ly lên. Nâng ly. Nâng ly. Hai. Hôm nay nhiều đồ ăn quá. Có cá mặn, có rào trắng, lại có cải mặn nữa. Nè Phong à, mai mốt anh kiếm ra tiền à, anh nhớ phải hiếu thảo với chú Điền và thím Tiên nha ha. Có biết không? Ăn tới là cũng chưa được ăn gì nữa đâu. Anh còn nói nữa, sang năm chúng ta phải đóng thuế gấp bội đó. Có ăn hay không cũng chưa biết nữa. Hey, em nói rất đúng. Nếu mà ở lại đây kiếm ăn à, thì chưa biết có ăn hay là không nữa đâu hả. Nhưng mà nếu đi qua làng Cam Hà à,
không chừng được ăn cao lương mấy gì nữa đó hả? Làng Cam Hà hả? Ừ. Nói đi mà. Hey, thôi được rồi, anh không nói tôi nói. Cho Điền thêm tiền à? Gia đình cùng với anh Phong đi làng Cam Hà để mà kiếm ăn đó. Hay quá. Thưa cha, con muốn đi kiếm tiền để cho cha mẹ sống được yên tâm một chút. Đến làng Cam Hà kiếm tiền hả? Cha và mẹ sẽ không có phước hưởng đâu. Cha, cha. Mẹ à. Nam Phong, ở nhà chuyện gì cũng dễ, ra ngoài cái gì cũng khó. Nghe lời cha con nói đừng có đi, ăn cơm đi. Mẹ à, tại sao lại bắt anh Phong ở đây chứ? Con đâu có biết cái gì, đừng nhắc nữa, ăn cơm đi. Ồ. Anh Phong à, đừng có đẩy nữa. Anh Phong à, anh nghỉ một lát đi. Anh Phong à. Anh Phong. Làng Cam Hà, làng Cam Hà. Cứ nhắc tới cái làng Cam Hà hoài. Chân của tôi bị đánh què tại đó. Tiểu Thơ và cậu Sinh cũng bị ép chết tại đó. Năm nào cũng vậy hết. Sinh nhật của Ngạn Phong là ngày giỗ của cha mẹ nó. Kêu tôi làm sao vui vẻ được. Cha à, mẹ à, anh Phong đang xây bộ. Con kêu anh nghỉ ngơi anh không chịu đó. Cái thằng con này. Cậy nó đi. Mẹ à, con có cái thắc mắc là năm nào cũng vậy, sinh nhật của anh Phong thấy cha mẹ hình như có rất nhiều tâm sự. Hồi nãy anh nói đi làng Cam Hà xin việc làm thôi, tại sao lại không cho anh đi? Con đừng có hỏi nhiều nữa. Nói sự thật thôi mà, làng của chúng ta rất là nghèo, sang năm phải nộp thuế gấp bội nữa. Anh Phong ở đây sẽ sống nghèo cho đến già luôn. Con biết cái gì chứ? Ai nói là con không biết chứ? Nghe người ta nói chí làm trai khắp bốn phương, không lẽ bắt anh Phong phải bắt chước Lý Đại Thúc và Lưu Đại Thúc vậy, làm ở đây đến nỗi tóc bạc hết và lưng cũng cong luôn hay sao? Phong à, con còn giận mẹ không cho con đi làng Cam Hà hả? Đâu phải. Đừng có giấu mẹ nữa. Con coi nè, tay của con chảy máu rồi. Hôm nay là con sinh nhật, đáng lẽ cha mẹ không nên nói con lớn tiếng như vậy. Sợ dĩ cha mẹ không được vui vẻ, tại vì ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của một người bạn, cho nên mới vậy thôi. Sao không nghe mẹ nói vậy? Cái này là chuyện buồn mà, nhắc nhở làm gì chứ. Con muốn đi làng Cam Hà lắm hả? Nếu mà cha mẹ không có thích con đi thì con không đi. Mẹ cũng biết, nếu con ở lại đây sẽ không có tương lai gì hết. Mẹ thì không đủ sức cho con đi học hay là đi tập võ. Con ra ngoài coi cho biết, vậy cũng có lợi cho con mà. Ý của mẹ là muốn cho con đi hả? Sợ dĩ cha mẹ nói không cho con đi á, vì sợ con tuổi trẻ không biết chuyện, ra ngoài gây thêm chuyện thôi. Dạ con không đâu, con hứa với mẹ không gây chuyện với ai đâu. Còn cái này nữa, con nhất định phải hứa với mẹ, con nhớ đừng có qua lại với những gia đình giàu có ở làng Cam Hà đó nha. Mẹ à, con không có tiền, không có thế, làm sao mà qua lại với người giàu có được chứ? Dù chỉ là làm công thôi, cũng đừng có tới mấy cái chỗ giàu mà làm. Tại sao chứ? Nói tóm lại, nếu con muốn đi á thì con phải hứa với mẹ. Dạ, con xin hứa với mẹ. Vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Nè con nhớ kỹ nha, nếu mà ra tới làng Cam Hà rồi không có chỗ nào trú chân thì con lập tức trở về đây đi nha. Đừng có làm cha mẹ phải lo cho con đấy ha. Dạ. À, còn nữa mẹ à, con kiếm được tiền rồi, con sẽ nhờ người ta mang về đây, cho cha mẹ không cần phải đi cực khổ, không cần đi bán. Cha thì có tiền uống rượu rồi. Con thiệt là, chờ kiếm được tiền rồi mới nói đi.
Dạ. Mấy cái áo này anh mặc đâu có được nữa hả? Ê, sao lại uống rượu nữa? Bà mặc kệ tôi đi. Tôi cũng biết là anh không muốn cho Ngạn Phong đi làm Cam Hà, nhưng mà nó đã lớn rồi, cho nó ra ngoài đi kiếm tương lai đi. Không lẽ bắt nó ở đây cõng người ta qua sông cho tới già luôn hay sao? Làng Cam Hà, làng Cam Hà. Nếu như tôi đi không có làm công tại làng Cam Hà thì đâu có đến nỗi như bây giờ vậy. Phải chống cái nạn thì mới đứng dậy được. Thì tôi cũng đâu có muốn cho Ngạn Phong đi làng Cam Hà đâu. Nhưng nó đã 20 tuổi rồi, đi học cũng ít, lại không được đi tập võ. Tôi có hứa với tiểu thơ rồi, sẽ nuôi nó khôn lớn thành người. Ai ngờ 20 năm qua kiếm bữa nào ăn bữa đó, chỉ ở nhà để cho nó tập sức, nấu thuốc cỏ cho nó uống để mà bổ thân thôi, đâu có được cái gì nữa. Tôi đâu có biết làm sao hơn. Vậy sao? Bộ tới làng Cam Hà rồi á thì nó sẽ biết bay sao hả? Ít nhất nó cũng kiếm được 2 bữa cơm ăn mà. Nhưng nếu như nó muốn trả thù cho Câu Sanh và tiểu thơ, ra đỏ sức với Liễu Gia thì hy vọng mỏng manh lắm. Mong là mong cho nó được sống yên ổn, đủ sức nuôi vợ nuôi con thôi. Thân thế của Ngạn Phong chắc phải chờ tới lúc chúng ta sắp chết mới có thể nói cho nó biết. Nếu bây giờ cho nó biết sớm sẽ làm cho nó khó chịu thêm. Là cái hộp gì đó? Tại sao nói là sẽ có người hội trường kia tới lấy? Đã cất 20 năm rồi không có thấy bóng dáng ai hết. Qua sông rồi tới chỗ bến đò đi bằng đò, rồi đi thêm 10 ngày nữa sẽ tới làng Cam Hà. Thưa mẹ, con biết rồi. Mẹ đi về được rồi. Phong à, những người ở đó không phải thật thà như người dân ở đây đâu. Con đừng có dễ dàng tin người ta, biết chưa? À nè Phong à, đây là bánh bò. Trên đường đi chừng nào con đói bụng thì lấy ăn nha. Dạ. Tinh Nhi à, em không được vô hả? Nhớ hai anh phải không? Anh có cái này tặng cho em nè. Coi đi. Ừ, tặng cho em hả? Phải. Cảm ơn. Em thích không? Dạ thích. Đồng à, tiền đâu mà mua cái này vậy? Anh hỏi làm gì? Anh Phong à, anh Phong, xin cho em đi theo đi, em cũng muốn đi lắm. Không được đâu, em là con gái mà, có nhiều cái bất tiện lắm. Ở nhà lo cho cha mẹ đi nha. Không không phải, cho hai tới đó rồi kiếm được chỗ trú chân à, sớm được yên ổn. Anh sẽ lập tức ra rước em ra ngoài đó. Thiệt hả? Thiệt. Anh đừng có quên đó nha. Dĩ nhiên. Phong à, đi đi con, nếu không thì không kịp đâu. Dạ. Thưa cha, thưa mẹ, hai người bảo trọng. Ừ. Đi đi. Thưa nha, em phải coi chừng cái thằng đó. Phải coi chừng cái thằng ở quán rượu đó nha. Thấy tao mà. Nhớ đó nha. Mau đi, mau đi mà. Nhớ nha, nhớ về trước em đó. Hả? Bộ anh lấy hết số tiền đó đi mua tấm kiến hả? Đúng, anh thông minh nhất. Dễ của tôi là lấy 1 đồng rồi cổng anh qua sòng đó hả? Lên đi, cổng cái đầu của anh á, cổng đi lẹ lên đi. Kêu Liễu Hạc Đình ra đây. Sư phụ. Đại nhân, xin hỏi chuyện gì? Ta là đệ nhất đệ tử dũng sĩ Mông Cổ Môn Ngoạc Âm, tức là đô thống của Dương Phủ. Nghe nói Liễu Hạc Đình là cao thủ đệ nhất Trung Quy phải không? Vậy ta thay mặt sư phụ ta hạ chiến thù với hắn. Nhưng mà theo tôi nghĩ Liễu gia đao pháp chẳng qua là vậy thôi. Dương gia của đại nhân năm nào cũng cho người tới đây khiêu chiến mà. Liễu gia đao pháp của chúng tôi làm sao? Chắc đại nhân cũng đã biết rõ. Điểm đi. Gần đây sư phụ ta mới đánh bại cao thủ của Tây Hạ và Ba Tư, luôn cả hoàng thượng cũng tấn phong làm dũng sĩ đệ nhất của Mông Cổ.
Sao hả? Bộ con rùa rút đầu đó không dám ra nhận chiến thư sao? Cháu tôi đi xa chơi về, giao chiến thư cho ta được rồi. Người là con của hắn à? Tốt. Sư phụ, sư phụ. Liễu Hạc Đình, ngươi là cao thủ gì chứ? Tại sao thằng con của ngươi dở như cước vậy? Được rồi, bây giờ để ta cạo râu của ngươi cho sư phụ của ta làm buốt lông mới được. Tại hạ là Liễu Hạc Đình, người hãy về cho sư phụ người biết là chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Người không tới là người chết. Cha. Đại sư phụ. Tuấn Vũ, con thấy sao? Sao không? Nghỉ ngơi chút là được. Cha cảm thấy là cha đệ đã già rồi. Cũng tại con đang vô dụng, vì của con mà cha phải hao tổn nguyên khí. Chuyện này cũng tại là vì lúc bấy giờ cha quá nóng ruột, cho nên hối con tập võ. Vì vậy mà khiến cho con đệ phải bị tẩu hỏa nhập ma và còn bị mất hết võ công. Không phải đâu cha, cũng là tại con khờ dại thôi. Bây giờ có thấy tụi Mông Cổ tới khiêu chiến với cha hoài, con không đủ sức để giúp cha. Bây giờ cha còn chống đỡ được, nhưng mà chờ mấy năm sau nữa thì... Cha, câu nói này con không biết nên nói hay không. Thật ra cha đừng cho họ khiêu chiến cũng được mà. Tuyên bố về hưu, không hỏi chuyện giang hồ nữa. Nhân sinh tự cổ, thuyền vô tử. Lưu thủ đang tầm, chiếu hãn thành. Tuy rằng cha không thể noi gương danh thiên tường, hy sinh báo quốc, nhưng mà mấy thằng Mông Cổ, ý bọn chúng là phải đánh bại hết tất cả những người Hán. Cha nhất định phải thay mặt cho người Hán, để cho bọn chúng biết lợi hại. Tuy rằng bọn nó đã chiếm quốc thổ của chúng ta, nhưng mà bọn chúng đừng có hòng lấy được cái danh hiệu đệ nhất võ lâm. Con còn biết, nhưng bây giờ cha đã lớn tuổi dần, rủ mà sợ ý một cái. Ngày nào cha còn hơi thở thì ngày đó cha phải cố gắng góp sức cho võ lâm Trung Nguyên. Mua chôm chống đi đẹp lắm, mua đi. Mua chè đi cậu. Wow, cái này đẹp quá. Làm ơn, làm bữa bố thí. Tụi đi chỗ khác đi. Lộn xộn quá chuyện đâu. Bố thí, đi đại gia. Cho chút đỉnh đi hả? Cho chút đi. Cái này dơ rồi, đủ cái khác ra cho tôi đi hả? Đủ đi hả? Bên kia nè. Được, được. Lọc đèn đây, Ê, mua hay không đó? Lựa hết lông rồi, không có mua thì đừng có phá đấy nha. Thiệt là dữ. Nè Phong à, ở đây cái gì cũng có bán hết rồi. Còn nữa à, ăn mày cũng nhiều nè, muốn mua cái gì cũng được. Anh thiệt là khờ. Nếu mà làng này không có người giàu có, tại sao lại có nhiều ăn mày vậy chứ? Không khí ở đây ăn cũng tươi mát hơn ha. Tôi sợ mai mốt chúng mình thành ăn mày luôn á. Tối tôi giấu ăn mày sao? Quan đã công tử xin được có đi. Tỷ hồng không có được tử tế thôi. Xin lỗi nha, ông công tử vô uống nữa đi. Thủy Quyền, mấy cô ở trong Túy Hồng Lâu
qua ngày gần bớt đôi nhờ. Thế Dương công tử à, tại công tử kén người thôi. Mai mốt đó tôi sẽ mời qua Khôi Đệ Nhất Giang Nam. Ông qua dông hưu tới đây chắc công tử sẽ nói khác nè. Qua Khôi Đệ Nhất Giang Nam, thấy mặt rồi mới biết. Thế Dương công tử, cái này đẹp nè. Điều khác, điều khác, đi, nhanh lên. Dương công tử, thử kiểu. Wow, ai mà giàu quá vậy chứ? Ông đó à, ông này là Dương Bàn Hổ. Hai cậu hình như từ xứ khác đến đây hả? Không phải, hồi nãy chú nói cái gì? Cái gì hổ vậy? Hổ cái gì hổ chứ, ông này xấu lắm á. Nhưng ổng làm việc cho người Mông Cổ, làm trời làm đất ăn hiếp dân ở đây. Thôi không nói nữa. Ê, có cần nói gì hết, chỗ này đi nha. Mình đâu có đủ tiền đâu. Còn lương bạc mà, yên tâm đi. Hả? Hey, tiểu nhị, qua đi. Xin hỏi gì khách quan kêu gì vậy? Ở đây món ăn là ngon nhất. Có món gọi là đầu sư tử, cá chép và gà cứ phi. Được, kêu mấy món này. Nè, đem cho Bình Ngọc ăn thiêu nữa. Đừng, lấy nữ nhà hồng. Cho hai chén cơm, nhớ nha. Điên rồi hả? Kêu nhiều vậy tiền đâu mà trả. Mẫu lương bạc mà không có trả hả? Trên đường đi à, ăn bạc có thứ bánh bạo do mẹ anh làm. Giờ anh thiệt thấy ngán lắm. Nè, phải một bữa cho ngon chứ, có phải không? Hai chén cơm. Cảm ơn. Cảm ơn. Nè, Lý Tường, chắc không? Chắc chứ. Tiểu Nhị, tính tiền đi. Dạ cảm ơn. Tất cả một lượng tam. Ôi trời ơi Tổng, hai dĩa đồ ăn chén cơm lượng tám nữa. Đâu phải, người ta ăn xong rồi lấy bớt lại vô trọng mà. Nè, không tính sai đâu. Đồ ăn một lượng bạc, cơm trắng thì bốn chỉ. Vậy là một lượng tám chứ gì. Muốn nhiều tiền hay sao? Không có gì. Đừng cho đạn lên nha hả? Vậy đâu có được, đồ ăn nấu rồi mà. Nhưng mà chúng tôi chỉ có một lượng bạc thôi. Hả? Một lượng bạc mà kêu gì như vậy à? Muốn chạy sao hả? Ông chủ à? Nè, chủ kêu nha. Cái gì vậy? Từ từ đi. Chuyện gì? Nè, ông chủ à. Như vậy cái chuyện mấy người đi. Ông chủ à, tôi không biết đồ ăn ở đây mắc cho nên không đủ tiền trả thôi mà. Cái gì? Không phải rồi. Nếu chúng tôi có tình ăn chạy, cũng chờ ăn xong rồi mới nói chứ. Tại sao ông chưa ăn là nói trước? Như chúng tôi không biết đồ ăn mắc vậy đâu. Dạ phải. Hai người tự nơi khác đến đây à? Như vậy có biết là ở đây phải nộp bao nhiêu thuế không hả? Dĩ nhiên phải bán mắc chứ. Chúng tôi thiệt sự không biết mà. Mai mốt vô ăn phải hỏi giá tiền trước nha. Tường à, đi xuống bếp biểu đường nấu nữa. Cảm ơn ông chủ. Khoan đã, hai cái chén cơm này ăn qua rồi phải trả tiền nha. 4 chỉ, 8 chỉ, cộng thêm dĩa nước tương, tất cả là một lượng. Một lượng bạc, hai chén cơm. Cho ngủ luôn ở đây thì được. Xin lỗi nha, phòng cũ ở đây cho ngủ một đêm thôi 5 chỉ. Hơn nữa đã đầy khách rồi. Nè, trả tiền đi. Đủ rồi. Ai cũng tới làng Cam Hà cả, làm như ở đây có vàng vậy. Chết rồi. Bây giờ làm sao đây hả? Đâu biết làm sao đâu chứ. Ây da, rất là ngon ha. Tôi thích ăn thịt quay hơn. Còn thì tôi thích ăn đùi gà ngon hơn. Vịt quay ngon hơn. Đùi gà ngon hơn. Tôi nói vịt quay ngon hơn, nhất anh vừa. Why